Cô chào tất cả các em thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ bắt đầu vào bài số 6 với chủ đề là chân dung cuộc sống. Và các em biết là ngay cái chủ đề là chân dung cuộc sống thì các em có thể thấy được là tất cả các tác phẩm văn học ở trong cái bài số 6 này sẽ phản ánh những cái nét thực ở ngoài đời, những cái vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm. Và hiện nay thì cuộc sống của chúng ta về thiên nhiên, về con người rất là phong phú, rất là đa dạng. Và rất nhiều vấn đề đã khơi nguồn cảm hứng cho các nhà thơ, cho các nhà văn. Và một trong những vấn đề đó là sự hòa hiệp giữa con người và thiên nhiên, sự đồng cảm, biết trân trọng, biết yêu thiên nhiên. Đó chính là những bức thông điệp mà các tác giả muốn gửi gắm đến cho chúng ta. Trong bài số 6 Chân dung cuộc sống, chúng ta được làm quen với một số các tác phẩm truyện, với cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến. Cô và Kem sẽ cùng đi tìm hiểu văn bản đầu tiên, đó là văn bản Mắt Sói của nhà văn Daniel Pennac. Thứ nhất là đọc và tìm hiểu chung. Khi phần này, Kem sẽ cùng trả lời cho cô phía học tập số 1. Nêu những hiểu biết của em về tác giả Daniel Pennac. Hai là xác định thể loại, ngôn kể, phương thức biểu đạt của tác phẩm. Ba là xác định bố cục của văn bản. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi này. Một là về tác giả Daniel Pennac. Đến đây thì cô luôn luôn nhắc nhở các em, bởi vì những bạn nào mà đã theo dõi nhiều cái video của cô ấy, thì tất cả những cái chữ màu xanh dương ở trên màn hình chính là phần mà các em sẽ ghi bảng. Đó là những cái nội dung trọng tâm mà các em cần lưu ý và các em có thể ghi vào, tự ghi vào trong vở của mình. Thế có nghĩa là các em có thể vừa học và tự ghi được rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục. Daniel Pennac sinh năm 1944 là nhà văn lớn của nước Pháp. Ông thành công với nhiều thể loại như là tiểu thuyết, tự truyện, truyện tranh hoặc là kịch bản phim hay là tiểu luận. Mắt Sói là một trong tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà văn Daniel Pennac. Đấy là những nét rất là cơ bản về tác giả. Về tác phẩm thì chúng ta cũng có thể thấy đây là thể loại truyện, và thể loại truyện ở đây á thì tôi xin lỗi các bạn. Thể loại truyện ở đây á đó là truyện có cốt truyện đa tuyến. Cốt truyện đa tuyến thì ngay phần tri thức ngữ văn em đã được học rồi. Cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến. Cốt truyện đa tuyến, đa ở đây là nhiều, có nghĩa là trong tác phẩm truyện có ít nhất là từ hai mạch truyện trở lên, có nhất ít nhất là có hai mạch truyện hay còn gọi là hai mạch sự kiện trở lên. Và đây là thể loại truyện đa tuyến. Vậy trong quá trình phân tích chúng ta sẽ chỉ ra cái đặc điểm để khẳng định rằng là cái tác phẩm Mắt Sói là truyện đa tuyến. Phương thức biểu đạt chính là tự sự, ngôi kể là ngôi kể thứ ba, và bố cục thì trong phần này có hai chương. Hai chương này sẽ chia thành hai phần. Bạn nào có thể bài này chia làm bốn phần cũng được. Nếu chia làm 4 phần thì trong mỗi một chương ấy thì lại được chia thành hai phần rất là rõ ràng cụ thể ở trong sách giáo khoa. Thế nên là cô không chỉ ra cái giới hạn của từng phần từng chương nữa. Em sẽ chú ý trên màn hình câu hỏi trong phía học tập số 2 của cô để tìm hiểu về cốt truyện đa tuyến. Đọc kỹ phần tóm tắt truyện. Em thấy là cái phần tóm tắt truyện ấy trong sách giáo khoa trang số 6 để điền vào sơ đồ mạch truyện để thấy được cốt truyện đa tuyến trong tác phẩm Mắt Sói. Thứ nhất là chương 1, chương 2, chương 3, chương 4. Trong tất cả các chương này, Kem đều phải chỉ ra được mạch truyện về nhân vật nào, diễn ra vào thời gian nào, không gian là ở đâu và nội dung câu chuyện xoay quanh sự việc gì. Đấy chính là 4 chương để ta thấy được là đây là một tác phẩm đa tuyến, có cốt truyện đa tuyến. Em sẽ đọc phần chú thích ở dưới chân trang nhé. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời được các câu hỏi trong phiếu học tập này. Thứ nhất, ở chương 1, em đọc thì em sẽ thấy là chương 1 ý, thì đó là mạch truyện về nhân vật Sói Lam và Phi Châu, diễn ra thời gian chính là ở hiện tại, không gian là ở vườn bách thú, và nội dung câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa cậu bé tên Phi Châu và nhân vật Sói Lam. Đấy là trong chương 1. Chuyển sang chương 2. Chương 2, đó là mạch truyện về nhân vật Sói Lam.
Thời gian diễn ra trong quá khứ, thời gian diễn ra trong quá khứ không phải là cái câu chuyện giữa Phi Châu và Sói Lam diễn ra trong quá khứ, mà cái câu chuyện mà cậu bé Phi Châu đọc được ở trong mắt của Sói Lam ấy là câu chuyện đã từng diễn ra trong quá khứ. Không gian là ở Bắc Cực. Nội dung câu chuyện đó là cuộc chạy trốn của các toán đi săn của gia đình nhà sói, cuộc chạy trốn các toán đi săn của gia đình nhà sói. Sang chương 3, mạch truyện về nhân vật Phi Châu. Thời gian cũng trong quá khứ, cũng tương tự như ở chương 2. Tức là Sói Lam đọc thấy ở trong mắt của Phi Châu một câu chuyện đã từng diễn ra trong quá khứ. Không gian là ở châu Phi. Nội dung câu chuyện đó là hành trình của cậu bé Phi Châu. Chuyển sang chương 4. Mạch truyện về nhân vật Sói Lam và Phi Châu. Thời gian là quay trở về hiện tại. Không gian ở vườn bách thú. Và nội dung câu chuyện đó là Sói Lam và Phi Châu đã trở thành những người bạn. Vậy thì các em nhìn vào cái bố cục này, các em thấy rằng là một cái bố cục câu chuyện hết sức là cân đối. Mở đầu chương 1 và chương 4 là đều nói về thời gian hiện tại, đều nói về cái hai nhân vật Sói Lam và Phi Châu. Nhưng ở chương 2 và chương 3 ở giữa ấy, thì nó liên quan đến hay còn gọi là hai mạch sự kiện khác nhau. Một mạch sự kiện liên quan đến Thói Lam và một mạch sự Sói Lam và một mạch sự kiện liên quan đến nhân vật Phi Châu. Đấy, các em sẽ có thể thấy được rất rõ điều đó. Và tác phẩm này là có kiểu cốt truyện, truyện lồng truyện, tức là trong câu chuyện của Phi Châu và Sói Lam ta lại được chứng kiến một câu chuyện nữa ẩn ở đằng sau cái đôi mắt, cái tâm trạng của các nhân vật đấy, người ta gọi là truyện lồng truyện. Kem tiếp tục hướng trên màn hình để cùng suy ngẫm và trả lời cho cô câu hỏi sau. Đọc văn bản sách giáo khoa từ trang 6 đến trang 12. Và khi đọc thì chú ý vào các gợi dẫn ở bên phải trang sách. Dừng lại ở kết thúc mỗi phần và hoàn thành sơ đồ sau để tóm tắt văn bản. Sơ đồ thứ nhất. Ý thứ nhất là sự việc xảy ra ở phần 1 chương 2. Sự việc xảy ra ở phần 2 chương 2. Sự việc xảy ra ở phần 3 chương 3. Và sự việc xảy ra ở phần 4 chương 3. Như vậy thì như cô đã nói, bài này có thể chia thành 4 phần, mỗi chương chia thành 2 phần. Hoặc bạn nào có thể nói là bố cục bài này chia 2 phần thì cũng được. Nhưng quan trọng nhất là các em phải tóm tắt được các cái sự việc xảy ra ở trong từng phần, trong từng chương. Trả lời được 4 cái ý này có nghĩa là các em đã tóm tắt được cái văn bản trong sách giáo khoa rồi đấy. Thứ nhất, ở phần 1, chương 1, ở phần 1 ở chương 2 đó là Phi Châu nhìn vào mắt Sói Lam. Và câu chuyện hiện lên trong mắt sói đó là hồi ức về gia đình nhà sói. Thứ hai là câu chuyện về Sói Lam cứu em gái ánh vàng. Sang đến chương 3, Sói Lam nhìn sâu vào mắt Phi Châu với sự đồng cảm, thấu hiểu và sâu sắc. Câu chuyện hiện lên trong mắt người là đó là tình bạn giữa Phi Châu và lạc đà Hàn Xén và con lạc đà Hàn Xén và con báo. Đấy chính là các cái sự việc được diễn ra trong các phần của các chương, chương 2 và chương 3. Cô và các em sẽ cùng đi khám phá văn bản theo các cái sự việc ở trong cái bố cục mà chúng ta vừa tìm hiểu. Trước khi đi vào cái mạch truyện thứ nhất, thì các em sẽ cùng hướng lên trên màn hình để suy ngẫm và trả lời cho cô câu hỏi ở trên màn hình. Đọc văn bản, đọc cái đoạn văn mà cô đã đánh dấu để tìm hiểu hình ảnh về mắt sói và nhân vật sói lam theo gợi dẫn. Một cái đoạn văn bắt đầu, một đoạn văn khá là dài, bắt đầu từ chỗ một con mắt màu vàng cho đến chỗ vừa gầm gừ gừ vừa nhìn cậu bé. Một cái đoạn văn rất là dài nhé, từ đầu cho đến chỗ vừa gầm gừ vừa nhìn cậu bé ở trang số 7. Hay nói khác chính là phần 1 của chương 2 đấy. Và trả lời các câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, đánh dấu vào các từ ngữ miêu tả mắt sói, tức là các em tìm trong đoạn văn đó đánh dấu các cái từ ngữ mà miêu tả mắt sói ở trong đoạn văn. Câu B, câu 2, trong cái nhìn của cậu bé, mắt sói được so sánh với những hình ảnh nào? Câu C, Phi Châu cảm nhận được điều gì trong mắt sói? Câu D, trong mắt sói quan trọng nhất là bộ phận nào và từ đó khiến cậu liên tưởng tới điều gì? Và câu 5, điều gì khiến Phi Châu có thể cảm nhận về mắt sói như vậy? Đấy chính là các câu hỏi để chúng ta tìm hiểu về hình ảnh mắt sói. Đây, em quan sát ở trên màn hình. Ở trên màn hình của cô ấy,
là một cái bức tranh con sói cùng với phi châu. Và đây là một cái bức tranh trong sách giáo khoa thì cô đã chiếu trên màn hình để các em sẽ cùng tiện theo dõi. Và nhìn vào trong hình ảnh này, các em có thấy là một bên là con sói đang bị nhốt ở trong một cái khung sắt, và ở bên ngoài là cậu bé Phi Châu. Mặt đối mặt, cậu bé Phi Châu nhìn thẳng vào mắt sói. Vậy thì khi nhìn thẳng vào mắt sói, cậu bé Phi Châu đã cảm nhận được điều gì trong ánh mắt đó, và những cái chi tiết nào ở trong đoạn văn mà cô vừa yêu cầu các em tập trung ấy, các em đã tìm thấy những cái chi tiết nào nói về hình ảnh mắt sói qua cái sự cảm nhận của cậu bé Phi Châu? Các em sẽ cùng thấy. Thứ nhất là về hình ảnh mắt sói. Những cái chi tiết mà miêu tả mắt sói, con mắt màu vàng tròn xoe, chính giữa có một con ngươi màu đen, con mắt không bao giờ chớp, con ngươi màu đen, con ngươi có sự sống. Tất cả mọi thứ đều như biến mất trước mắt cậu, chỉ còn lại duy nhất một điều, đó là mắt sói. Các em có thể thấy rằng là, nói như vậy đủ để thấy được là ở đây Phi Châu đã tập trung cao độ để nhìn vào mắt sói, để cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, và cậu dồn tất cả về tâm trí, sức lực và tình cảm, tâm trạng của mình để nhìn vào đôi mắt đó. Cậu thấy được điều gì? Cậu thấy đôi mắt càng lúc càng như to hơn, càng tròn hơn, cái mặt càng to hơn và càng tròn hơn. Nó được so sánh liên tưởng giống như là một ngọn đèn trong đêm, so sánh liên tưởng như tuần trăng úa trên bầu trời trống trải. Vậy chúng ta dừng ở đây để cảm nhận xem là khi mà tác giả, khi mà nhân vật Phi Châu đó nhìn vào đôi mắt đó, so sánh đôi mắt đó giống như ngọn đèn trong đêm. Ngọn đèn trong đêm tức là nó sáng rực ra, nó xua tan đi những cái u ám ở xung quanh. Và đặc biệt nhất là nó lại so sánh với tuần trăng úa trên một bầu trời trống trải. Tại sao đây lại so sánh với bầu trăng úa? Từ trước đến bây giờ khi mà người ta so sánh bất kỳ một vật gì với hình ảnh trăng thì người ta thường so sánh với hình trăng tròn, so sánh với trăng non hay là trăng rằm để thấy được cái sự tươi sáng mới mẻ tinh khôi. Nhưng ở trong hình ảnh này thì mắt sói lại so sánh với tuần trăng úa, trăng vàng quạch, trăng đã tàn, đã già nua, đã xấu xí. Và cái hình ảnh trăng đó lại xuất hiện giữa một bầu trời trống trải, xung quanh đó là cả một khoảng không trống trải, không hề có một sự sống. Ta có thể thấy, nhân vật Phi Châu đã cảm nhận được trong mắt sói, nó chứa chất một cái nỗi buồn sâu thẳm, u uất, cô đơn, trống trải. Đấy các em ạ, tập trung cao độ để cảm nhận được điều đó. Vậy, nhân vật Phi Châu dường như đọc thấy ở trong mắt sói có một câu chuyện gì đó chứa đầy sự u uất, chứa đầy sự căm hận, cô đơn và trống trải. Các em thấy, như vậy thì đủ để thấy được là ở đây Phi Châu đã có sự đồng cảm với nhân vật sói. Có sự đồng cảm thì mới có thể cảm nhận được như vậy. Coi sói giống như một con người, như một người bạn, cũng có tâm sự, cũng có đời sống, cũng có những câu chuyện riêng tư. Em thấy trong con mắt của sói, bộ phận quan trọng nhất mà nhân vật Phi Châu cảm nhận đó chính là con người. Theo cảm nhận của Phi Châu ấy, một con người có màu đen, con người có sự sống. Và dường như khi nhìn kỹ vào con người đó thì cậu bé Phi Châu cảm nhận được nó bộc lóe lên một tia sáng khủng khiếp. Và cái tia sáng đó khiến cho cậu bé Phi Châu liên tưởng tới ngọn hắc hỏa. Ngọn hắc hỏa là gì? Đó là một ngọn lửa màu đen. Không sợ đâu. Khi Phi Châu nhìn thấy trong mắt của trong cái con người của sói lam ấy, có cái ngọn hắc hỏa nó đang vùng vụt cháy lên, đang bùng bùng ở trong ngọn mắt đó. Phi Châu vẫn không sợ, không sợ, hắc hỏa cũng không sợ. Phi Châu vẫn muốn khám phá, vẫn muốn khám phá. Và trong cái ngọn hắc hỏa đó, kem chú ý cái đoạn văn mà ở phần đầu của trang số 7 em thấy. Được rồi, hắc hỏa, ta nhìn đây, ta không sợ đâu. Con người như to hơn, choán hết cả con mắt, cháy lên như một đám lửa thực sự. Cậu bé không ngoảnh mặt đi, và khi mọi thứ trở nên tối sầm đen thẫm, cậu phát hiện ra một điều mà trước cậu chưa hề có ai nhìn thấy trong mắt sói: con ngươi có sự sống. Con ngươi màu đen chính là một con sói cái đang nằm cuộn tròn giữa bầy con nhỏ của mình, nó vừa gầm gừ vừa nhìn cậu bé. Vậy
Kem có thể thấy là khi nhìn vào con ngươi của mắt sói thì câu chuyện về gia đình của sói bắt đầu hiện lên. Hay nói khác, nhân vật cậu bé Phi Châu đã nhìn thấy trong con ngươi của mắt sói một gia đình nhà sói có mẹ, có 5, 6, 7 đứa con đang quây quần. Và chính vì vậy mà thấy rằng quanh con ngươi có sắc cầu vồng. Sắc cầu vồng này đó là sắc màu của từng lông, màu lông của con sói. Đấy, màu lông của con sói hệt như quầng hung đỏ của cầu vồng. Nhìn thấy ở trong con ngươi có một người mẹ, có một người mẹ sói nằm và xung quanh có những con sói con, mỗi một con mang một màu sắc khác nhau tạo nên màu sắc cầu vồng. Đặc biệt nhất là nhân vật Phi Châu nhìn thấy được, thứ nhất, con của bộ lông của con thứ sáu có màu xanh lam, xanh như màu nước đóng băng ở dưới nền trời trong veo mà cậu gọi đó là sói lam. Nhìn thấy một con thứ bảy, đó là con thứ bảy, đó là có màu trong vàng như tia vàng, gọi đó là con én vàng. Đấy các mà mỗi một con sói nó có một cái màu lông khác nhau tạo nên cái bảy sắc của vòng. Tất cả cậu bé Phi Châu đều cảm nhận được đó ở trong mắt sói. Như vậy có thể thấy qua mắt sói, câu chuyện về gia đình nhà sói bắt đầu được hiện lên. Câu chuyện đó được bắt đầu từ cô bé ánh vàng, đúng không nào? Từ cô bé ánh vàng, khi cô vừa mới bước chập chững bước ra khỏi đời một chút, cô thấy mọi thứ mới mẻ và lạ lẫm hơn. Đặc biệt là cô muốn nhìn thấy con người, bởi vì cô không hề nghĩ đến cái tâm địa độc ác của con người. Cô không hề biết con người sẽ làm gì cô. Và chính vì cái mong muốn là cô muốn được gần gũi, muốn được nhìn thấy con người, nên ước muốn đó thôi thúc cô quyết định đi để tận mắt nhìn thấy con người. Và sau đó cô sẽ trở về và có chuyện để kể cho tất cả mọi người cùng nghe. Ước muốn đó đã hướng cô đã lầm lũi bước ra khỏi cái gia đình đó để đi gần với con người, để được tiếp xúc, để được nhìn thấy con người. Và kết quả đó là ánh vàng bị con người bắt, bị nhốt ở trong lưới. Và khi biết được điều đó thì sói lam đã đến cứu, ánh vàng đã chạy thoát được. Đấy là cái câu chuyện về gia đình các bạn, câu chuyện về gia đình. Chính vì điều đó, khi mà ánh vàng được sói lam cứu thì sói lam đã bị bắt. Bởi vậy mà hôm nay thì sói lam đang nằm ở trong một cái khung sắt, và Phi Châu đang có dịp để nhìn vào trong mắt sói để đọc được câu chuyện đó. Vậy thì cái câu chuyện mà Phi Châu nhìn thấy ở trong mắt sói lam, câu chuyện về sói lam cứu ánh vàng ra sao, thì cô và Kem sẽ cùng tìm hiểu sang phần B, câu chuyện sói lam cứu ánh vàng. Em hướng trên màn hình để cùng trả lời cho cô câu hỏi trong cái học tập này. Chuyện gì sẽ xảy ra với ánh vàng khi nó muốn nhìn thấy con người thật gần? 2. Theo dõi phần 2 thuộc chương 2 và cho biết sói lam đã cứu ánh vàng như thế nào. Qua đó, qua hành động đó, em hãy nhận xét về tính cách của nhân vật sói lam. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời hai câu hỏi ở trên màn hình. Chuyện gì đã xảy ra với ánh vàng khi nó muốn nhìn thấy con người? Lúc nãy thì cô đã nói rồi. Ánh vàng đã muốn nhìn thấy con người nên ánh vàng đã bị bắt. Và khi đó thì sói lam đã đến cứu. Sói lam đã đến cứu. Đây là những cái chi tiết để miêu tả cái câu chuyện mà sói lam đã cứu ánh vàng và cậu bé Phi Châu đã đọc được ở trong mắt của sói lam, chứ không phải là do sói lam kể lại em nhé. Đây không phải là câu chuyện sói lam kể lại, mà khi mà Phi Châu nhìn vào mắt của sói lam ấy, hình dung ra là một câu chuyện đó, dường như thấy xuất hiện câu chuyện đó. Thứ nhất, sói lam tung người bay lên làn không khí bỏng rát trên đám lửa, trên những con người, mặt họ đỏ lừ vì khói lửa, rồi bay trên cả bao lớn. Tức là khi mà đến nơi á, thì sói lam nhìn thấy em của mình đang bị nhốt ở trong củi sắt, xung quanh thì những con người đốt một cái đống lửa rất là lớn, vừa đốt vừa nhảy múa xung quanh, cười nói vui vẻ, mặt đỏ phừng phừng. Nhưng sói lam đặt ra mục tiêu phải cứu bằng được ánh vàng
nên đã tung người bay lên không, ngay cả qua cái không khí bọc sát ở trên đám lửa đến để cứu em. Hành động tiếp theo, nó dùng răng cắt đứt phăng sợi dây và hét: "Chạy đi, ánh vàng." Em đọc cái đoạn văn ở phần 2, ở trang số 7 á. Đấy, trang số 7, trang số 8, em sẽ thấy rõ được điều đó. Cả đám náo loạn, Sói Lam hất tung hai con chó vào lửa. Để rồi, Sói Lam giục ánh vàng chạy đi. Nhưng khi cô muốn ở lại cùng anh, không muốn bỏ lại anh một mình, khi không muốn bỏ lại một anh một mình, thì Sói Lam luôn luôn giục này, luôn luôn giục này: "Sói Lam, chạy đi, ánh vàng chạy đi, chạy đi, anh giao cả nhà cho em đấy." Những cái lời lẽ, một cái đoạn hội thoại rất là ngắn gọn thôi, nhưng vô cùng cảm động các em ạ. Đấy, Sói Lam và ánh vàng đã tung người nhả một cú tuyệt hảo, để theo sau đó những tiếng súng nổ, sói vàng ánh sói ánh vàng đã chạy thoát được, còn Sói Lam thì bị bắt lại. Tại Sói Lam thì bị bắt. Các em nhìn thấy một cái đoạn mà miêu tả Sói Lam bị bắt ở trong sách giáo khoa. Sói Lam chưa kịp mừng vì em đã chạy thoát, bất ngờ một gã to như gấu đứng sững trước mặt nó, hai tay vung một thân cây đang bốc cháy. Choáng váng, đầu Sói Lam như nổ tung, và màn đêm nó ngã xuống cứ xoay tròn và rơi mãi trong màn đêm đầy tia lửa. Đấy là cái khoảnh khắc khi mà Sói Lam bị bắt. Em thấy qua những hành động đó, có thể thấy Sói Lam vô cùng dũng cảm, nhanh nhẹn, thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán, yêu thương em và sẵn sàng hy sinh bảo vệ em. Tại sao ta lại khẳng định được điều này? Em nhìn trên màn hình, em thấy, nhìn trên màn hình cái đoạn văn mà cô vừa cung cấp, em lại thấy. Khi Sói Lam tỉnh giấc, thì ánh vàng đã đi cách đó 1 giờ đồng hồ. Dự cảm chẳng lành, lập tức lên đường đi tìm sói em. Nhìn thấy ánh vàng bị nhốt trong lưới, đang cố gắng cắn vào những chỗ trống để thoát, Sói Lam đã dùng hết sức tung bay trên làn không khí bỏng rát bên trên con ngọn lửa, trên những con người bay bay trên cả bao lưới, dùng răng cắn đứt phăng sợi dây để cứu sói em. Sói Lam ra sức kêu gào bảo ánh vàng chạy đi, dù đứng trước nguy hiểm nhưng anh không hề sợ hãi mà nhanh trí tìm cách giải cứu em mình nhanh nhất có thể. Khi rơi vào tay của kẻ ác và quay cuồng đầu óc, khi bị đập cành cây vào đầu, nhưng Sói Lam vẫn vui mừng khi em mình đã chạy thoát. Ta có thể thấy được tình yêu thương của người anh với em. Đấy, một cái đoạn văn cô cung cấp để em có thể thấy được. Rất là dũng cảm, không sợ nguy hiểm, không sợ bỏng rát, không sợ điều gì hết. Mục tiêu chỉ là để cứu được sói em ra khỏi cái vòng nguy hiểm thôi. Nhưng cũng vô cùng nhanh nhẹn, quyết đoán, yêu thương em, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ em mình. Đấy là những cái thông tin về nhân vật Sói Lam. Chúng ta có thể thấy đấy. Thúy Tiết, sang phiếu học tập số 4. Phiếu học tập số 4, chúng ta sẽ tìm hiểu sang mạch truyện thứ hai. Đó là mạch truyện của nhân vật Phi Châu. Và các em sẽ để ý ở trên màn hình cái đoạn văn trên màn hình của cô. Đoạn văn này và trả lời các câu hỏi. Nhân vật Phi Châu có điều gì đặc biệt? Đánh dấu vào đoạn văn các từ ngữ miêu tả mất người. Sói Lam cảm nhận thấy điều gì trong mắt của Phi Châu? Điều gì khiến Sói Lam có thể cảm nhận về mắt của Phi Châu như vậy? Câu cuối của đoạn trích cho thấy câu chuyện của Sói Lam dường như được kể theo vị trí của nhân vật này. Trong mắt cậu bé, ký ức nào đã hiện lên? Đây chính là các câu hỏi để chúng ta cùng đi trả lời, tìm hiểu về những chi tiết làm nổi bật vẻ đẹp của mắt người, hay còn gọi là hình ảnh mắt người. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi ở trên màn hình của cô. Đây, các em thấy những cái chữ mà cô gạch chân ở trên màn hình, đây là các từ ngữ miêu tả mắt người. Ngoài ra còn nhiều lắm, ví dụ như là chẳng mấy chốc thì tối om, không còn một giọt nắng nào, rất là nhiều, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ lần lượt trả lời, nhìn vào các chi tiết đó để ta trả lời các câu hỏi từ A cho đến F. Đầu tiên phải kể đến nhân vật Phi Châu có điều gì đặc biệt. Em thấy ngay cái tên Phi Châu, đúng không nhỉ? Ngay cái tên Phi Châu. Phi Châu, cái tên thật là đặc biệt bởi cái tên đã. Phi Châu thường là tên của một châu lục. Ngay cả những người khác, người ta cũng thắc mắc như thế mà.
một cái tên thật là đặc biệt. Sói Lam cũng đang có rất nhiều những cái câu hỏi về cậu bé Vi Châu. Mới đến đây này, từ đâu đến này, bố cậu làm gì này, rồi cậu mấy tuổi này, cậu học lớp mấy này, rồi cậu tên gì này, vân vân. Sói Lam cũng có rất nhiều những câu hỏi xoay quanh muốn hỏi đến cậu bé Vi Châu. Đấy, hay cậu bé từ một vùng khác đến không ai biết và lại dễ bị mọi người trêu chọc và bắt nạt. Trên màn hình là hình ảnh mắt người mà Sói Lam đã cảm nhận được. Trong sách giáo khoa, hình ảnh này cũng có trong sách giáo khoa. Cô chiếu lên để các em cùng xem. Các em thấy. Sói Lam khi nhìn thấy đôi mắt của cậu bé, nó cảm giác nó như một đường hầm bị sập ở dưới lòng đấy. Một đường hầm giống như một cái hang cáo mà Sói Lam đã từng chui vào. Càng sâu càng mờ mịt, chẳng mấy chốc thì tối om, không còn một giọt nắng nào. Tức là nếu Sói Lam càng đi sâu vào đôi mắt ấy thì Sói Lam càng cảm thấy nó tối om, nó đen thui, nó không có một cái giọt nắng, không có một tia hy vọng, không có một chút ánh sáng nào, mờ mịt, đen thui, tối om. Vậy thì có thể thấy rằng là nhân vật Sói Lam đã cảm nhận được trong mắt người điều gì, cũng cảm nhận được một cái nỗi đau buồn, mất mát, một sự cô đơn tuyệt vọng, dường như chẳng khác gì bản thân mình. Đôi mắt như trầm đi, trong đôi mắt ấy có gì đó khó nói mà chưa thể nói ra được. Hay nói một cách khác, khi Sói Lam nhìn vào mắt của Vi Châu, Sói Lam cũng đã cảm nhận được có một câu chuyện gì đó cũng rất u uất, cũng rất mất mát, cũng rất cô đơn, trống trải mà nhân vật Vi Châu chưa nói ra được. Các em ạ, qua đấy tao có thể thấy được những chi tiết này, tao có thể thấy được một sự đồng cảm sâu sắc, một sự thấu hiểu của sói với cái nỗi đau buồn của bé Vi Châu. Không có sự đồng cảm như thế thì không bao giờ có thể cảm nhận được trong cái đôi mắt sâu thẳm kia có một cái nỗi buồn ghê gớm chưa muốn nói ra. Đấy, các em có thể suy luận và có thể cảm nhận được. Chúng ta sẽ tiếp tục câu cuối của đoạn trích. Em thấy câu cuối của đoạn trích đây rồi, Sói Lam ơi, đây là nơi có kỷ niệm đầu tiên của ta đó. Câu chuyện này cho thấy câu chuyện của Sói Lam dường như được kể theo sự cảm nhận của Sói Lam. Nói thế có nghĩa là gì nhỉ? Mặc dù câu chuyện mà Sói Lam cảm nhận được đó là của Phi Châu đấy, thế nhưng đây không phải là Phi Châu kể lại cho Sói Lam nghe đâu. Không phải đâu, mà Phi Châu đọc được ở trong mắt của Sói Lam. Cô xin lỗi cho các bạn nhé. Cô đang nhầm ở phần 1 đề phần 2. Câu chuyện của Sói Lam, Sói Lam đọc được trong mắt của Phi Châu có một câu chuyện. Đấy, có một câu chuyện. Ngay cả em mở sách giáo khoa trang 9 mà xem. Được rồi, Sói Lam ơi, ta sẽ kể cho mi nghe câu chuyện của ta. Ta đây chính là Phi Châu, nhưng không phải là Phi Châu kể bằng lời, mà Phi Châu kể bằng tâm tưởng. Phi Châu kể bằng tâm tưởng các em nhé. Và nhân vật Sói Lam khi mà nhìn vào mắt của Phi Châu, Sói Lam đọc được điều đó trong mắt của Phi Châu. Đấy, em đã thấy. Như vậy thì đây rồi Sói Lam ơi, đây là nơi có kỷ niệm đầu tiên của ta đó. Cứ tưởng như là nhân vật Phi Châu đang kể, nhưng không phải đâu. Tất cả đều là sự tưởng tượng của Sói Lam đấy. Từ tưởng tượng của Sói Lam, em nhé. Bởi vậy mà em đọc đoạn lên, em thấy này, chính vì sự tưởng tượng của Sói Lam, thế nên là Sói Lam đều kể giống như kiểu ngôi kể thứ ba đấy. Ngôi kể thứ ba nói tên Phi Châu, nói tên nhân vật khác. Còn nếu như mà Phi Châu kể cho Sói Lam ấy thì Phi Châu không bao giờ dùng chữ Phi Châu, mà Phi Châu phải xưng là tôi. Em có hiểu điều đó không nhỉ? Phi Châu phải xưng là tôi, rồi tôi với con báo, tôi với con lạc đà hàng xén. Nhưng mà ở đây không phải là Phi Châu kể, mà là Sói Lam đọc được trong mắt của Phi Châu một câu chuyện như thế. Đấy, các bạn sẽ chú ý ở phần này. Như vậy ta chính vì vậy mà ngay từ phần đầu thì cô có nói là tác phẩm này có cốt truyện là chuyện lồng chuyện, là vì vậy đấy, chuyện lồng chuyện. Em sẽ chú ý tiếp đây. Nhân vật Sói Lam cảm nhận trong mắt Phi Châu điều gì? Một kỷ niệm hiện lên là vào một đêm hãi hùng do chiến tranh ở châu Phi, cậu bé Phi Châu mồ côi được người phụ nữ tốt bụng đưa tiền cho lão Toa buôn bán, buôn lái đưa đi thật xa. Đây là lái buôn, cô xin lỗi nhé. Đưa tiền cho lão Toa là một lái buôn đưa đi thật xa. Cậu bé và lạc đà một một là một bướu tên là Hàng Xén đã trở thành đôi bạn thân thiết.
Rất nhiều lần lão toa lái buôn đã cố tìm cách bỏ rơi cậu bé, nhưng lạc đà hàng xén kiên quyết không đi nếu không có cậu bé. Một buổi, lão toa đã bán lạc đà hàng xén trong thành phố và bán cậu bé Phi Châu cho vô dê. Đấy, nhân vật Soái Lam đặt được ở trong mắt Phi Châu một kỷ niệm như thế. Và từ kỷ niệm đó, thì nhân vật Soái Lam đã tưởng tượng ra một câu chuyện của cậu bé Phi Châu với lạc đà hàng xén, câu chuyện của cậu bé Phi Châu với sư tử và với báo. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp để thấy được cái câu chuyện của cậu bé Phi Châu với các con động vật khác như thế nào. Câu hỏi số 1: vì sao cậu bé Phi Châu đã kể chuyện cho Soái Lam nghe? Không phải là Phi Châu kể bằng lời, cô vẫn nhắc lại, không phải kể bằng lời, mà Phi Châu kể bằng tâm tưởng. Hay nói đúng hơn, Soái Lam nhìn vào trong mắt Phi Châu và đọc được một câu chuyện như thế, chứ không phải là Phi Châu kể cho Soái Lam bằng lời. Thế nhưng mà Phi Châu phải mở lòng mình ra, Phi Châu phải sẵn sàng chia sẻ để cho Soái Lam mới có thể đọc được những cái câu chuyện đó ở trong mắt của mình. Hai, hành động, thái độ và tâm trạng của Phi Châu với lạc đà hàng xén. Câu ba, suy nghĩ của Phi Châu về sư tử. Thế vì sao mà Phi Châu đã chăn cừu cho vôi dê được 2 năm, trong khi những người khác thì chỉ bị đuổi khi chưa đầy 2 tuần. Câu 4. Suy nghĩ của Phi Châu về báo. Tình bạn giữa báo và Phi Châu khiến em liên tưởng tới tình bạn trong câu chuyện nào đã học. Câu 5. Cảm nhận của em về nhân vật Phi Châu. Câu 6. Nhận xét về nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm. Câu 7. Phát biểu bằng lời qua câu chuyện của Soái Lam và cậu bé Phi Châu, tác giả muốn ca ngợi hay phê phán điều gì? Ở đây thì cô xin lỗi các bạn một chút. Cái từ báo là các bạn sẽ để trong hoặc để viết hoa giúp cô nhé. Cô hơi sơ suất ở phần này. Báo, đây là tên của con vật, nhưng con vật này được nhân cách hóa nên giống như một con người. Giống như một con người nên từ báo phải được viết hoa. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi này để đi tìm hiểu cái câu chuyện của Phi Châu với các con vật khác. Với các con vật khác. Sang phần B, câu chuyện của Phi Châu và những người bạn. Thứ nhất, cậu bé đã kể cho Sói Lam cái câu chuyện tình bạn với con lạc đà hàng xén của mình. Kể cho Sói Lam nghe. Vì sao? Vì là Phi Châu đã coi Sói Lam như một người bạn để sẻ chia. Đấy, các bạn có biết vì sao mà Phi Châu lại coi Sói Lam như người bạn không? Bởi vì Phi Châu cũng đọc được trong mắt Sói Lam một câu chuyện hết sức là thương tâm. Sói Lam là một con vật rất là đáng thương. Đấy, Phi Châu nhận thấy điều đó. Nên mình cũng là một người mà chịu cái hoàn cảnh đáng thương như vậy. Nên hai người sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ cho nhau và coi nhau như những người bạn thân. Đối với lạc đà hàng xén, con lạc đà này cậu bé rất là yêu quý. Phi Châu phải mất hàng giờ để đi tìm lạc đà hàng xén. Tất cả những câu chuyện này đều do báo tưởng, cô xin lỗi, đều do Sói Lam tưởng tượng ra, đọc được ở trong mắt Phi Châu điều đó. Tâm trạng của Phi Châu khi đi tìm lạc đà hàng xén, cậu bé rất lo lắng, mong muốn tìm lại được con lạc đà mà mình yêu quý, nên cậu đã hỏi thăm những người qua đường về lạc đà hàng xén. Sốt ruột cậu hỏi cái ngay cả những con lạc đà khác về hàng xén. Đấy, vân vân. Em đọc cái đoạn đó em thấy đi đến đâu thì Phi Châu cũng đều hỏi. Đi đến gặp những người lái buôn thì cũng hỏi. Đi gặp những con hàng lạc đà thì cũng hỏi. Đi gặp bất cứ ai thì Phi Châu đều hỏi. Bị hỏi đến con lạc đà một biếu của mình. Thậm chí những câu hỏi đôi khi đã khiến cho những con vật hay những người khác cũng cảm thấy là buồn cười, nhưng mà Phi Châu vẫn sẵn sàng đi tìm với một hy vọng là mong muốn tìm lại được con lạc đà mà mình vô cùng yêu quý. Với con sư tử thì sao? Với sư tử thì Phi Châu cho rằng là đàn cừu và dê không có kẻ thù, hay nói khác sư tử không phải là kẻ thù của cừu và dê. Nếu thi thoảng mà có sư tử hay là báo ăn thịt một con dê á, chẳng qua là vì nó đói thôi. Đây là cách lý giải của Phi Châu. Chính vì cái lý giải đó mà Phi Châu đã ở với vua dê được tròn 2 năm. Đấy, đã chăn cừu cho vua dê được tròn 2 năm. Đây là một điều khá bất ngờ và ngạc nhiên, bởi vì không ai để được ở lâu được như vậy. Từ trước bây giờ người ta chỉ thấy là cứ vua dê mướn ai chỉ được có 2 tuần lại bị đuổi đi. Lại bị đuổi đi, bởi vì là chăn dê mà cứ bị hao hụt, cứ bị để cho sói và sư tử ăn thịt. Thế nhưng mà ở đây á, thì thứ nhất
là Phi Châu đã là một cậu bé chăn cừu rất là tốt. Và chỉ một điều đơn giản thôi cũng đủ để hiểu lý do vì sao mà cậu đã chăn đạt cừu được lâu như vậy. Không ai có thể được quá 2 tuần. Cái thứ hai là cậu chăn cừu bằng tất cả tấm lòng của mình, hiểu rõ về đàn cừu, hiểu cả những cái nguy hiểm đang rình rập, nào là sư tử hay là báo rình ăn thịt. Cậu đã tính toán được tất cả những cái nguy hiểm đó. Bởi vậy mà cậu đã nói cho vua dê biết là nếu như mà có bị con nó ăn thì chẳng qua là vì chúng đói quá thôi. Thế bây giờ đừng để cho chúng đói, hãy mua mồi ăn cho chúng. Thì đương nhiên chúng sẽ không bao giờ ăn 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 dê cả. Thế và chính vì vậy mà vua dê thấy là cái suy nghĩ của Phi Châu là hợp lý. Nên mỗi một hôm mà Phi Châu dắt đàn dê cho dàn đi thả dê đi thả thả cừu thì vua dê lại mua kèm theo một cái miếng thịt rất là to để ở đầu đó, vứt vào trong rừng đó. Tức là sư tử hay báo là ra là chúng ăn miếng thịt đó, và khi chúng đã no rồi thì không bao giờ chúng sẽ để ý đến đàn cừu hay là đàn dê buộc vua dê nữa. Cách lý giải rất hợp lý, rất là thông minh, rất là khôn khéo các em ạ. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp với báo. Với con báo mà các em biết là báo là một con vật rất là hung dữ. Trong sách giáo khoa đã tái hiện một cái hình ảnh mà cậu bé Phi Châu trò chuyện với báo ngay trước mặt. Đấy, với chúng ta bây giờ, chúng ta nhìn thấy con báo, chúng ta rất là sợ bởi vì báo vốn dĩ rất là hung dữ. Nhưng chi tiết, Phi Châu kết bạn với báo bằng tâm hồn, bằng sự tinh tế và sự thấu hiểu sâu sắc. Và sự thấu hiểu sâu sắc. Phi Châu đã nói với báo rất nhiều điều, các em ạ. Phi Châu đã có một màn trò chuyện với báo hết sức là đặc biệt. Báo thì rất háo hức nên đã lắng nghe cậu bé. Ngay từ ban đầu Phi Châu đã ngợi ca báo, ngợi ca và nói chuyện. À, anh đã đang bước đến gần, nghe thấy cả những bước chân của báo, mặc dù báo đã bước đi rất là nhẹ nhàng. Cậu bé đã hết lòng khen ngợi báo là một tay săn tuyệt vời. Báo và Châu Phi đã trò chuyện như hai người bạn, ngồi nói chuyện về chuyện chăn cừu. Phi Châu đã đưa ra lời đề nghị với báo để trở thành những người bạn thân thiết, để cùng nhau chăn cừu, và hai nhân vật đã trở thành những người bạn thân thiết không tách rời nhau. Đấy, em thấy. Chính vì vậy mà cuối cùng thì Phi Châu và Báo đã được kết bạn với nhau. Cái câu chuyện của Phi Châu và Báo, một cái câu chuyện mà hết sức là cảm động. Một cái tình cảm giữa con người với một con vật. Và bằng cái tấm lòng lương thiện, bằng cái sự đồng cảm, tâm hồn tinh tế mà Phi Châu đã cảm hóa được một con báo hung dữ, đã kết bạn với nó, hiểu được nó và đã kết bạn với nó. Câu chuyện này đã khiến ta liên tưởng tới cái tình bạn của hoàng tử bé với con sói ở trong tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn của tác giả Antoine de Saint-Exupéry mà Kem đã học được ở chương trình lớp 6 trong bộ sách kết nối. Đúng không nhỉ? Đấy, Kem đã thấy những cái tình bạn mà hết sức đáng ngợi ca em ạ. Qua đó, ta có thể thấy Phi Châu là một cậu bé ngoan ngoãn, có tâm hồn trong sáng, sâu sắc, tinh tế, có tấm lòng nhân hậu, trân trọng tình bạn, yêu thương loài vật, hiểu chúng và tôn trọng thiên nhiên. Đấy, các em thấy chúng ta đã tìm hiểu xong về nhân vật Phi Châu, tìm hiểu xong về nhân vật Sói Lam. Ở mỗi một nhân vật, ta đều thấy có những ưu điểm. Ở mỗi một nhân vật, ta đều thấy có sự đồng cảm sâu sắc, có những câu chuyện rất đáng thương tâm mà cần phải trân trọng. Chúng ta cũng lưu ý tiếp, cái nét nổi bật đặc sắc nhất trong tác phẩm Mắt Sói đó là cách kể chuyện đầy sáng tạo của tác giả Bennett. Bennett, ý tưởng mới lạ, cốt truyện lồng ghép, sự di chuyển điểm nhìn, văn phong trong sáng. Tại sao cô lại nói là sự di chuyển điểm nhìn? À, chuyện lồng chuyện, di chuyển điểm nhìn, khi thì đứng điểm nhìn ở nhân vật Sói Lam, khi thì điểm nhìn ở nhân vật Phi Châu, em ạ. Bên cạnh đó có thể nói, Mắt Sói là một câu chuyện của những đối cực vừa hài hước, ngộ nghĩnh, nhẹ nhàng, vừa sâu sắc, đau đớn, mất mát. Có lẽ mà vì vậy nhiều người tin rằng đây sẽ là cuốn sách có thể ru trẻ ngủ, nhưng cũng khiến người lớn phải ngỡ ngàng vì chiều sâu triết lý. Nói một cái khác là cuốn sách này được rất nhiều bạn đọc trẻ yêu thích, bởi vì nó phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nó gợi cái sự tò mò, nó cũng rất hài hước, rất là ngộ nghĩnh, rất là sâu sắc, cũng có cả cái sự nỗi buồn, có cả sự mất mát, rồi nhắc đến những con vật mà có lẽ rằng rất nhiều đứa trẻ đang tò mò và ham muốn được khám phá em ạ.
cốt truyện đa tuyến, có điểm nhìn từ hiện tại đến quá khứ và tương lai. Và Mắt Sói là một câu chuyện gây ấn tượng mạnh với lứa tuổi thiếu nhi. Chuyện ca ngợi tình yêu thương gia đình, yêu thương loài vật, lòng gan dạ, dũng cảm. Đấy là ca ngợi của chuyện. Nhưng bên cạnh sự ca ngợi đó thì tác giả cũng phê phán cái thói vô cảm, hủy diệt thiên nhiên của con người. Mỗi cá nhân cần có tình yêu thương và sự dung hòa với thế giới bên ngoài. Họ luôn cần có một người bạn ở bên chia sẻ và yêu thương với nhau. Các bạn, vậy câu chuyện này vừa có sự ca ngợi, vừa có sự phê phán. Ca ngợi tình yêu thương, chính tình yêu thương có thể cảm hóa được loài vật. Ca ngợi tình cảm gia đình, ca ngợi sự gan dạ, dũng cảm. Ví dụ như là hình ảnh của Sói Lam cứu cứu Ánh Vàng ấy, chính là một cái tình cảm gia đình hết sức là sâu nặng. Thế rồi tình yêu thương của Phi Châu với Sói Lam, tình yêu thương của Phi Châu với Sư Tử và Báo chính là tình yêu thương loài vật. Hay là sự gan dạ dũng cảm của Sói Lam sẵn sàng xông vào hiểm nguy để cứu em, vân vân. Nhưng cũng có bên cạnh đó cũng phê phán cái thói vô cảm, hủy diệt thiên nhiên của con người. Ví dụ như những loài người đi săn kia, họ đốt nương, họ đốt những cái đám lửa cháy bừng bừng đấy và nhảy múa xung quanh. Họ không hề biết rằng là chính việc làm ấy của họ là đang hủy hoại đến môi trường, đến thiên nhiên em ạ. Rồi đang phá hoại những cái loài động vật quý hiếm, ví dụ như là những con sói, những con động vật ở trong rừng. Em thấy con sói hay là con báo cũng là những con vật, nó cũng có những đời sống tâm tự sự riêng, nó cũng có gia đình, cũng có những nỗi đau mất mát chứ, cũng cần được biết trân trọng. Tất nhiên là ở ngoài đời ấy, thì chúng ta không thể ngồi nói chuyện với một con báo hay là một con sói các bạn. Nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta không thể cảm hóa được nó. Chúng ta vẫn yêu thương nó. Nếu bằng một sự yêu thương, chúng ta có thể cảm hóa. Em thấy là ví dụ như là những cô chú mà làm ở trong vườn bách thú ấy, người ta suốt ngày người ta phải tiếp xúc với những con vật cũng hết sức là nguy hiểm. Hàng ngày phải cho ăn, thậm chí khi mà chúng ốm đau ấy, thì họ cũng phải trực tiếp vào để chăm sóc, vào để dọn chuồng, vào để làm những việc khác ở bên trong, như là Sư Tử Bảo cũng có. Tuy nhiên là nếu như cứ yêu thương, nếu như cứ vuốt ve, nếu như cứ gần gũi, thì chúng cũng cảm nhận được cái tình yêu thương của con người. Đấy, và khi mà chúng cảm nhận tình yêu thương con người thì chúng sẽ không làm hại con người. Đấy là những cái mà thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng sang phần 3, đó là phần tổng kết. Trong phần tổng kết này thì trước hết là về mặt nghệ thuật. Thứ nhất đó là cốt truyện đa tuyến với kiểu truyện lồng truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật độc đáo và nghệ thuật kể chuyện đặc sắc. Về ý nghĩa thì chuyện ca ngợi vẻ đẹp của sự đồng cảm thấu hiểu giữa muôn loài trên thế giới. Giữa con người với loài vật cũng cần phải có sự đồng cảm thấu hiểu. Có như vậy ta sẽ nhìn thấy được cái tâm trạng, sẽ thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Ca ngợi tình anh em, tình bạn giữa con người và loài vật. Đau đớn xót xa trước sự tham ô vô cảm, trước hành động tàn phá thế giới tự nhiên của con người. Đấy chính là ý nghĩa của tác phẩm. Và sau khi tìm hiểu xong văn bản này, ta sẽ rút ra được cái đặc trưng, cái cách mà để chúng ta đọc một cái chuyện đa tuyến. Khi chúng ta đọc, tìm hiểu một cái chuyện đa tuyến, thì các em cần phải xác định được các cái mạch nhân vật, mạch sự kiện trong tác phẩm. Nhớ, việc đầu tiên các em phải xác định xem là trong câu chuyện này có mấy mạch sự kiện. Có mấy mạch sự kiện giống như cô đã từng phân tích ấy, có hai mạch sự kiện. Một là mạch sự kiện về nhân vật Sói Lam, hai là mạch sự kiện về nhân vật Phi Châu. Thứ hai là chúng ta phải tìm hiểu được các nhân vật, các chi tiết tiêu biểu. Thứ ba là phải tìm hiểu được cái nghệ thuật kể chuyện của nhà văn. Và thứ tư là phải khám phá được cái thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm. Tác giả ca ngợi điều gì? Tác giả phê phán điều gì? Tác giả gửi đến chúng ta bức thông điệp gì? Đấy là bốn yêu cầu khi mà chúng ta đọc hiểu một cái tác phẩm truyện đa tuyến. Bài học ngày hôm nay thì chúng ta có một cái phần vận dụng, đó là viết một đoạn văn từ 7 đến 9 câu kể lại một cái sự kiện Phi Châu và Báo đã trở thành đôi bạn thân thiết. Thực ra thì một cái đoạn văn kể chuyện các em ạ, thì nó không phải là quá khó. Tuy nhiên thì cô cũng cung cấp cho các em một cái đoạn văn tham khảo để các em có thể là vận dụng, có thể là viết một cái đoạn văn tương tự như vậy. Một cái đoạn văn mà Phi Châu và Báo đã trở thành đôi bạn thân thiết. Từ một con báo đang muốn đi rình mồi thì nghe thấy tiếng gọi của Phi Châu. Hai người bạn trò chuyện với nhau về những vấn đề khác nhau. Phi Châu khen ngợi về tài năng săn mồi, về năng khiếu chạy nhanh hơn bất kỳ loài nào của báo. Phi Châu chia sẻ về khả năng nghe rất thính của mình.
Vì sao lại có thể nghe rõ như vậy? Vì trước đây, cậu từng ở châu Phi, nơi đó rất yên tĩnh và từ đó trở nên thính tai hơn. Phi Châu còn nghe thấy cả hai con giận đang cãi nhau trên lưng báo, nhờ đó báo quay lại cắn nhai luôn hai con giận này. Phi Châu đã đưa ra lời đề nghị để cùng nhau trở thành đôi bạn. Vì cậu không muốn cô đơn, mà hai người đều muốn nương tựa với nhau trong cuộc sống này. Họ cùng nhau chăn cừu, cùng chia sẻ cho nhau những câu chuyện từ trước cho đến hiện tại. Phi Châu và Bảo đã trở thành đôi bạn thân thiết, không thể tách rời. Đấy các em ạ, một đoạn văn rất là ngắn và các em có thể vận dụng sáng tạo để cho phù hợp với năng lực và sở trường của mình. Bài giảng ngày hôm nay, cô xin dừng lại ở đây. Rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chào và hẹn gặp lại các em. Đừng quên chia sẻ video, cũng đừng quên đăng ký kênh để cập nhật tất cả những video bài giảng trong chương trình. Chào và hẹn gặp lại các em.